xin chào toàn thể các bác nhé. Như trước mắt các bác đây ấy, là một cấu hình nghe nhạc hát karaoke rất chi là ngon bổ rẻ nhé. Bộ karaoke này của khách đến từ Lạng Sơn các bác nhé. Đấy, bác điện bên em đặt bộ karaoke như trước mắt các bác ấy, có trị giá là 8.600.000 các bác nhé. Đấy, rất chi là ngon bổ rẻ các bạn. Đấy, bác nào quan tâm đến bộ karaoke này thì liên hệ với Quân qua số điện thoại 0905312266 các bác nhé. Đấy, rất chi là ngon bổ rẻ các bác nhé. Em mời các bác là cùng em view video xem bộ karaoke này gồm cái gì các bác nhé. Đầu tiên thôi nhá, đầu tiên là em đẩy nền vang DMX. Em này là có kết nối tổng quang Bluetooth các bác nhá, đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, đánh rất chi được khỏe các bạn. Tiếp theo là một em mic JBL các bạn. Đấy, hàng này đầu mic không dây các nhá, hát rất chi là nhẹ vài tiếng các bạn. Cuối cùng thôi nhá, cuối cùng là một em JBL. Đấy, bass 30, full 30 các bác nhá. Đấy, nghe nhạc hát ok là rất chi là hay các bạn. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ Quân qua số điện thoại 0905312266 các bác nhé. Tiếng mic rất chi là nhẹ và hay các bạn. Alo, 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 1, 2. Hát mưa đi em,